Để khoan nấu à? Bắt vít à? Đấy tâm. Cái này lại kiểu khác à? Nhỉ? Bắt nhiều thế kìa. Nó nồng. Phi chết. Hả? Nó bắt nhiều nó phi vào mắt chết. Nó tuột thế gì? Ừ. Sao để cái kia xa thế? Đâu. Không cần đầu kia à? À nó như này thì chỉ một đầu thôi nhỉ? Thế. Mình có bắt vít ở đấy rồi. Ừ. Cái anh quét trước hay anh làm cái gì trước? Từ từ nhé. Từ từ. Lấy con à? Giờ ai làm cái gì hay cái này?
Trường này bụi lắm. Dạ. Còn đẹp ơi. Chưa. Cửa đây chơi. Mày không có đi nữa nha. Tờ rác à? Hay nhỉ. Cái này đẹp thế nhỉ. Đi đứng ra ngoài con này, phải bụi. Chơi lại cái bài về. Này phải đo ăn cơm đấy đâu vừa phải không? Đâu không phải đo chứ. Đo vừa là được. Anh nó cao bình thường như máy của để biết đứng đây chả bắn thế nào luôn, bắn như là bắn xuống tầm chân đấy. Đó máy của nó tốt mà. Đừng cứu.
dưới đầu phế rồi. Đó là xong lắm rồi. Thế làm bên nó chưa đi. Chơi nhé. Video trên 10 phút phải không? Ừ. Đúng rồi. Trên 10 phút phải đăng nhập số điện thoại nó mới cho hả ấy. Nó đăng nhập hả? Đăng nhập số điện thoại nó tờ mật khẩu của công ty. Đăng nhập trên 10 phút nó mới cho ấy. Trên 10 phút nó phải bắt ấy thế mới đăng mới tải được. Thì đăng được lên YouTube ấy. À đấy sắp xong rồi. Giáo ai chồng nó bà đấy cháu, cháu ốm chồng cho ở nhà. Đi nó hay đòi về, con bé này hay đòi về. Hả? Ngồi ra kia không bụi đâu. Ngồi ra kia chơi không bụi đâu. Bụi hát thì hơi để ốm. Lúc này kiểu khác không kìa. Khác không kìa. Được không? Hả? Thế là xong rồi, lúa tiền nó cầm rồi. Đó là xong rồi. Sao à?
ở đây xong bố xong giờ đây mà. Mày ở đấy á? Đẹp quá nhỉ. Hả? Đẹp nhỉ. Quá đẹp luôn. Nắp kia nó tù tù hơn. Cái này rộng bao nhiêu? Cao 15, 24. Đây, vừa xong rồi đây. Chơi đấy. Con thích đi chơi à? Không quay phim lấy đâu tiền mà mua xúc xích. Cái này hay quá chưa? Có nhiều kiểu kiểu này thích hơn này. Anh nhỉ? Cái này là lạ này thích này nhỉ? Mãi kia cũng chán. Đúng không?